Xem tuổi chồng 1992, vợ 1995 có hợp nhau không? Nếu quý bạn tuổi 1992 nhâm thân và 1995 ất hợi đang có ý định tìm hiểu về tuổi vợ chồng hợp nhau thì đây là video dành cho quý bạn. Cùng Tử Vi Việt Nam luận đoán tuổi vợ chồng hợp nhau không trong video này nhé! Thông tin tuổi chồng 1992, vợ 1995. Về năm sinh, tuổi chồng là 1992, tuổi vợ là 1995. Về mệnh, tuổi chồng là kiếm phòng kim, tuổi vợ là sơn đầu hỏa. Về cung, tuổi chồng là cung cấn, tuổi vợ là cung khảm. Về niên mệnh năm sinh, tuổi chồng là thổ, tuổi vợ là thủy. Xét tuổi chồng là nhâm thân. Khỉ nơi động hoang, tính cách nhanh nhẹn, dũng cảm, thông minh và lanh lợi và biết suy tính kỹ càng. Người mệnh kiếm phòng kim, bạch đế nắm quyền, trải qua trăm lần tôi luyện, hào quang đỏ chiếu loại bỏ tót, rào sát vùi trong tuyết xương. Nhâm thân kiếm phòng kim, mạng uy của thiên tướng, từ chất khí lâm quan. Nếu sinh vào mùa thu đông thì có quyền lực, thành công dựa vào chính bản thân, là tượng hàn môn xuất danh tướng. Xét tuổi vợ là ất hợi. Lợn trong rừng có tính cách trung hậu và đức hạnh của người quân tử, không coi thường kẻ yếu hơn mình. Sơn đầu hỏa thiêu cháy đồng cỏ hoang, lờ mờ ánh tản dương cuối chân trời, phảng phất ánh mặt trời xuống núi, là hỏa trong đám cỏ khô sắp tàn trong tháng 9 khai hoang. Người sinh năm ất hợi nạp âm sơn đầu hỏa, hàm chứa khí thành trong, thích thành tịnh. Xét về mệnh. Mệnh chồng là dương kim, mệnh vợ là âm hỏa. Tổng điểm là 0/2, là tương khắc. Đối lập với quan hệ tương sinh, tức là hai vật thể cùng nương tựa vào nhau để phát triển. Tương khắc biểu hiện cho quá trình suy vong và hủy diệt của sự vật. Hay nói cụ thể hơn, tương khắc chính là sự áp chế, sát phạt, cản trở sinh trưởng, phát triển của nhau. Điển hình cho mối quan hệ này chính là sự kết hợp của mệnh kim và mệnh hỏa trong phong thủy. Xét can chi. Can chi chồng là nhâm, can chi vợ là ất. Tổng điểm là 1/2, là bình hòa. Trong 10 thiên can, sự kết hợp giữa nhâm và ất được coi là không xung mà cũng không hợp. Xét cho cùng, người mang thiên can nhâm và thiên can ất đều có sự tương trung, cân bằng trong tính cách, lối sống. Cho nên, nếu trở thành vợ chồng, họ sẽ ở trạng thái bình hòa, tức là mọi thứ đều cân bằng, tự chủ và tương đối ổn định. Xét thập nhị địa chi. Địa chi chồng là thân, địa chi vợ là hợi. Tổng điểm là 2/2, là lục hình. Tường hình là chủ về hung, các tổn hại, bệnh tật hay lao tù. Trong 12 địa chi thì có 8 chi nằm trong 3 loại chống đối nhau, đem đến cho nhau ốm đau, bệnh tật, thất bại. Khi địa chi thân kết hợp với địa chi hợi mà phạm vào những loại tương hình Tý và Mão, Dần, Tỵ và Thân, Sửu, Mùi và Tuất, cần chú ý và phải đề phòng trong mọi trường hợp, cũng như cần tìm cách hóa giải để sớm cải thiện vận số tốt hơn. Xét cung phi bát tự. Cung phi chồng là cấn, cung phi vợ là khảm. Tổng điểm là 0/2, là ngũ quỷ. Ngũ quỷ được biết đến là một hướng xấu hay sao hùng trong phong thủy bát trạch. Ngũ có nghĩa là năm, quỷ được ám chỉ ba quỷ. Trong hôn nhân hay trong nhà, phạm ngũ quỷ thì đều được coi là không tốt. Nếu phạm phải, thường xảy ra những chuyện ly kỳ, quỷ quái, đem lại tai họa về nhà và gặp phải các tai nạn máu lửa. Xét ngũ hành cung phi. Ngũ hành cung phi chồng là thổ, ngũ hành cung phi vợ là thủy. Tổng điểm là 0/2, là tương khắc. Tương khắc là một trong hai quy luật cơ bản và cốt lõi của ngũ hành. Nó được thể hiện ở nhiều phương diện, nhiều mặt của đời sống. Trong đó, thổ và thủy cũng là một mối quan hệ tương khắc. Hai hành này tương tác và ảnh hưởng qua lại với nhau theo đúng quy luật của ngũ hành tương khắc, tức là giữa chúng có sự áp chế, sát phạt và cản trở sinh trưởng, phát triển của nhau. Xét theo cao ly đầu hình.
Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly đầu hình thì nam dụng can, nữ dụng chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là nhâm, nếu lấy người nữ có chi là hợi. Vợ chồng tương sinh, chung sống thuận hòa đến già, con cái ngoan ngoãn và hiếu thuận. Hậu vận nên và có số trưởng thọ, sống an yên đến già. Thể xưa giữ vẹn đạo hằng, nguyện trăm năm một tấm lòng thủy chung. Ngầm cầu phù sướng phụ tùy, chồng hòa vợ thuận, cửa nhà vẻ vang. Trăm năm hưởng phúc thanh nhàn, khi ngâm bóng nguyệt, khi cười hòa tươi. Kết luận, điểm số là 1/10. Điểm số cho thấy vợ chồng bạn có mệnh xung khắc với nhau, nên sử dụng các phương pháp hóa giải xung khắc làm dung hòa vận mệnh giữa hai người. Người ta thường nói, đồng vợ đồng chồng tát biển đồng cũng cạn. Cho nên các bạn đừng quá quan trọng đến điểm số. Hai bạn cần biết yêu thương, nhẫn nhịn lẫn nhau. Vợ chồng hỗ trợ nhau để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Sống có phúc đức chắc chắn sẽ gặp được may mắn. Tử Vi Việt Nam mến chúc hai bạn có được những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống, yêu thương nhiều hơn, bao dung, thứ tha và lắng nghe nhiều hơn. Dù như thế nào thì Tử Vi Việt Nam vẫn ở đây và chờ những lời tâm sự từ hai bạn. Đừng quên để lại lời nhắn của mình ở phần comment phía dưới nhé. Chúc hai bạn có được hạnh phúc viên mãn.